王大开王大王大开王大王大开王大公家的勇敢王大开王大王大开王大王大开王大公家的勇敢王大开王王大开王王大开王王大开王Còn phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố đợi dây ngố như không cây đầu bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc cứ quá nhiều toàn nhữ là vết bố nên vì thế tao dùng con khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lỗ sống luôn đúng chỗ thằng Binh Boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang ở mô nó nói là tao ở casino ai giỡn hay đang chơi mày đang giỡn hay đang chơi 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi rủ tao đi chơi vì đêm nay tao muốn buông lời có mấy anh em cùng đi xong thôi ai cũng nói Binh Boy hình chém là bất diệt 95% là sai tụi anh đẹp trai là đúng thiệt nào là mình cùng lại đây phê pha về cho nó hết thấy đường về nhà nào là mình cùng lại đây la la chơi cho nó hết tối nay muốn chuồng gà quăng ta cái con quăng ta cái con quăng ta cái con ta cùng chơi dòng con quăng ta cái con quăng ta cái con quăng ta cái con ta cùng chơi dòng con mẹ hôm mày ơi đừng lo vì hôm mày là thứ hai ngồi xuống lại đây mà chiêu là bốn người ra đốt là bốn người ra con ngày mai nó dám lên tiếng thì tao sẽ cú đầu tụi trẻ này chẳng có mấy khi được sướng đâu để mày thì chẳng thế nào mà giống tao thế nên cứ việc đố chẳng cần phải đúng sai chẳng sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai để hôm mày ơi còn tăng tiền phí còn kỹ làm chi mà hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai Quăng ta cái bóng, ta cùng chơi dòng tròn.